Xin chào tất cả các bác. Lại là em mình trong cái khung hình như này các bác ạ. Em đang đi về cửa hàng của mình để tiếp một vị khách ở trên Facebook. Anh em nói chuyện comment lâu lắm rồi. Hôm nay tự nhiên bảo kêu lên mua xe. kết cái bán tải. Tưởng đùa. Nhưng mà lên thật đây. Anh em đang tiếp đây rồi, em bận chút xíu đi gặp bác sĩ các bác. Thì bây giờ về đến để đặt xem đây là. Đó. Đây. Xin chào. Ôi giời. Mẹ. Gì khách cửa gì xăm chỗ đây người này. Cái quần này phải quay. Khách cửa. Ông bạn này có vẻ là làm độ xe các bác ạ, độ xe đấy, hình như là như thế. Xuống này nhá. Bác Cường cũng đi đầu vừa về tới luôn. Chào mấy anh em. Sao đã thấy có một cái ảnh ông nào cửa hàng tôi lên mạng Facebook là nào? Bắt tay người anh em cái. À. Bạn tên gì nhỉ? Em tên là Thành. Thành à? Ờ. Thấy trên đấy. À. Thấy ông này là anh Cường ạ. Bạn này là anh này là hay lắp đèn. Lắp cái đèn ô tô nha đồng chí, này là bên công nghệ cao, chuyên cruise control với những cái mà đấy, option xe đời cao nó chưa có. Đấy cái option đời cao đấy. Hôm nọ là em hỏi lắp cho cái con Fadin. À. Lắp đi. Thế là hôm nay thế thì chắc là mấy nữa phải xuống lắp cái. À, đêm thì anh làm trên này, em giới thiệu anh em nó làm cho. Thì ông này tận Bắc Ninh. Fadin nó sẵn mà với nó kích tính năng ẩn thôi. Nhưng mà tôi thích ông lắp thôi, chứ còn nếu mà ông mua cái này ủng hộ tôi lắp với cái kia với ông. Tí à, nhưng mà cho em hỏi tí là bác sinh năm bao nhiêu? Em ít tuổi rồi. Bác... Nói chung là không tiện lên kênh tại vì em đang làm anh của rất nhiều người. Anh thôi nhá. Thế thì coi như anh em mình xem như anh, nhau. Anh cứ không... coi như em sinh năm 2000. À rồi. À, cậu kia cậu nói thế thì hình em 98 các bác nhá. À. Anh em mình ra ngoài với anh 201. Đây. Đây. Cái gì? 201 á? Không nhưng mà ông Cường trẻ đấy. Trẻ 81. 2000 tóc bạc đúng không? Anh trẻ hơn phải 201. Đây mình tóc bạc nhiều lắm. Mình tóc bạc. Ô thế anh em mình suy nghĩ nhau nhiều. Suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều. Làm cái kia suy nghĩ nhiều thật. Tức là bạn ấy chuyên về độ xe các bác nhá. Đây để em xem vào cái trang Facebook độ xe này. Anh em comment rất nhiều ngày rồi, hôm nay mới câu được lên đây đấy. Hôm nay bảo lên đây hơi bất ngờ tí. đây cái ông này là ông Quang Thạch đấy. Đây các bác nhá, đừng ông nào gọi cho em nhá, vì em không quen biết, không biết gì đâu. Đây số điện thoại ở đây, tự đi mà gọi đấy. Dừng lại màn hình 1-2 giây mà gọi nhá. Đây này, đi mua xe được anh em đấy. Quảng cáo thêm cho này được, không phải quảng cáo đâu, làm mà không tốt mà cứ mang đến chửi không sao cả. Không phải quảng cáo mà ở đây ấy thì như đúng như cái mà hôm trước em chia sẻ với các bác ấy. À, cái clip sáng nay các bác xem ấy. Hôm nay mới là buổi chiều thôi. Thì em sẽ cố gắng là đến quay cũng như là đến quay mua cũng như là quay cái sản phẩm của cái người khách hàng của em. Đấy. Thế là bạn này bạn ấy chuyên đấy, nói các bác hình dung hơn nữa là chuyên về độ đèn bi này. Đấy, đây là em mô tả thôi. Và chuyên về cái cruise control của cái bọn i10 Morning rồi là Hyundai Accent Toyota gì đấy. Ví dụ như lắp thêm cái gì ở đây ông giới thiệu nốt đi. Ví dụ con này về có độ ghế không đấy? Hôm qua hôm kia tôi thấy con i10 mà con này, có cả độ ghế là thế nào nhỉ? Con đấy của em, con này thì về chắc chắn là thay cặp ghế rồi. À thay cặp ghế luôn. Thay cặp ghế chắc mua cái ông gì trên Thái Nguyên nhỉ? Chuyên ghế nhỉ? Chuyên về ghế à? Chuyên không, ghế nhỉ ông. Tôi có biết đâu. Gì ấy. À, tức là đây tức là sẽ độ cái điện vào đấy. Để bác nào nhớ ghế. Ừ. Bác nào vai ớt mà cần độ đâu, con này lên có độ gì không? Con kia thì không độ gì nhiều. À đây xem cái màn hình con này cái nào, sao lạ thế nhỉ?
Wow, con i10 mà quả vành này. Ui rồi. Đây, quả vành kiểu thể thao. Dạ đúng già em ông ơi. Ôi, chưa biết bán hay không nhưng mình tiền có 50 rồi. Tiền rơi rồi đấy. Tiền rơi rồi, đây này các bác này. Tiền rơi. Đấy. Chờ cái nốt. Này, cái này tu em. Ủa? Nó làm nội thất ở Vĩnh Yên. À, cái màn này. Khác cái màn này và cái này, cái cần số này trước là tôi cũng đặt mua về nhưng mà tôi chưa lắp, vẫn còn để ở nhà cái luôn. Cần số này đặt trên Lazada. Ờ, đấy đấy. Rồi rồi quả vô lăng này đẹp đấy nhỉ. Xe vô lăng bên này phát à. Bán cả xe luôn à? Được giá là bán. Được giá là bán. Xe đây. Đang đi được giá là bán. À đây bạn chuyên lắp cái này đúng không? Con này thì nó nâng cấp lên cái phím của châu Âu. À nâng cấp lên phím châu Âu. Phím châu Âu thì nó sẽ có đủ tất cả các tính năng như rồi này. Rồi rồi. Thì cái lim này. Đúng rồi, lim này. Rồi còn trôn này. Ga tự động ray này. Ray chip, nó có cả. À có cả ray chip à? Giảm độ chế chân ga đó. À. Có. Ray chip có nghĩa là cái nó tăng cái công suất động cơ hay gì nào đấy các bác ạ, làm cái máy nó tóm lại là nó nhạy hơn. Đúng rồi, khi mà mình đạp nó gần như không còn độ trễ. Đấy, bắn nó căng hơn. Đó. Ngồi tóm bạn lại. Gái zip nó mạnh hơn. Tóm lại kiểu như là duping đấy nhỉ. Đấy, chơi thêm một đôi mồi vào đấy. Này quả cần số này cũng khác này. Nó cũng hay nhỉ. Nếu như mà anh em mình gần gần nhau nữa là nhiều cái kết hợp được ấy. Tôi làm mỗi cái xe thôi, không có thời gian làm cái khác, mà hơn nữa là không muốn suy nghĩ thêm cái khác. Nếu mà để nói khách hàng ở Thái Nguyên của em thì đông không? Nhiều không? Quá nhiều luôn. Quá nhiều luôn. Khách hàng i10 à. Để làm cái ga tự động. Ôi con xe này quá lộc luôn. Nếu ông bác nào mua này, tiền lại tiền đây nữa này. Tiền này có vẻ kiểu tiền Nhật à? Hay là gì đấy các bác à? Tiền vãi đầy xe luôn. Đây. Có cả tiền nước ngoài. Đây rồi. Đấy anh em xem đi, xong rồi đi thử đi. Đi thử rồi. Ừ. Về nhà cơ bản cái xe này là mình theo dõi cả hai kênh của anh Mịch với bà. Anh Cường rất là lâu rồi. Thì cũng chưa có duyên, tại vì ngày xưa là cũng điện cho anh Cường mấy lần để mua xe rồi nhưng à, mà thế à? Không có duyên. Một lần là con Zanger thì cuối cùng là lại chuyển hướng cho thằng em nó mua con Chitong. À rồi rồi. Và một lần là con i10 cũng cho cậu em nhưng mà thực ra là anh em mình nó cái duyên tầm thời điểm nó chưa đến. Cái duyên nó chưa đến đấy là đúng, mình nói theo kiểu đấy là chuẩn đấy, tại vì là mình cũng thấy rất nhiều người bạn bè anh em họ hàng người thân đi chăng nữa rồi muốn tìm đúng cái con đấy mà mình không có ấy. Đúng rồi đấy. Nên là cũng cân đối cái con này mấy hôm rồi. Con này để mà gọi là đi làm, còn lại muốn nó đẹp hơn thì đấy về ông lại tự biên diễn vào thôi, sơn si rồi là đủ các thứ. Rồi. Thực ra là mua con này là trên cơ sở là tin tưởng anh em. Rồi. Đấy, nói chuẩn rồi. Anh em là như thế. Rồi rồi rồi. Về con này thì em cũng chỉ ngắm qua thôi chứ em không có ngắm chuyên sâu. Rồi. Thực ra là mình thì cũng biết nhưng mà mình không ngắm chuyên sâu là vì rồi. Mỗi người nó một công một việc, anh em đúng bán rồi. Thì anh em có xe thì mình nên mua. Vâng. Tin tưởng anh em thôi, anh em cứ cam kết. Mọi thứ green là được. Đúng rồi, xong là giấy tờ các thứ ok. Thế thôi, mình chỉ cần thế thôi chứ. Thực ra mua một cái xe cũ thì anh em cũng không nên đặt quá nhiều cái tiêu chí. Bởi vì cái xe cũ thì nó cũng qua thời gian sử dụng rất rồi. Rất là ngại khi mà ví dụ như là lên chẳng hạn như là nó đời con này 2016 rồi. Đấy, thì nhiều người là ví dụ anh em mình tiếp xúc với nhiều xe thì mình dễ hiểu hơn. Nhưng mà nhất là những khách hàng đầu tiên mà mua xe ấy thì mình tả cái câu mới lắm là người ta đang nghĩ là mới như kiểu trong hãng ấy. Đúng rồi. Rất ngại. Mình đều làm nghề cả nên đúng là rồi. Cái đấy vấn đề đấy em biết. Đúng rồi. Cái xe qua thời gian rồi thì nó cũng phải cái đó đấy kia. Đúng rồi. Đây mời anh em vào trong nhà uống chén trà nhỉ. Được rồi. Đây bây giờ là chào anh em để ra về rồi. Cũng comment rất nhiều ở trên Facebook ủng hộ nhau. Hôm nay mới gặp nhau. Thế nhưng mà thôi, chúc anh em là lên đường may mắn nhá. Anh em làm ăn tốt. Đấy, hôm nào tôi phải chạy pha din của tôi xuống cơ sở của bạn để lắp cái cruise control. Các cái tính năng khác. Các cái tính năng khác nữa.
xuống đấy không làm cho khách khác thì thôi làm cho tôi một cái. Okay, nhưng mà mình có thể là giao lưu được. Giao lưu. Thôi em cảm ơn nhé. Cảm ơn. Chào mấy anh em nhá. Con đấy mà bán thì số điện thoại bao nhiêu đọc đấy đi. Không lúc mà khách lại hỏi tôi. 083 727 1111. Rồi ok. Yeah. 083 727 1111 đấy. Các bác mà mua cái con i10 này thì gọi cho bạn đấy. Đây Colorado. Và hai anh em là sẽ ba anh em trở về. Bạn này hai anh em này ở Bắc Ninh. Nhưng mà thấy đi lắp khắp nơi luôn. Cho nên mới bảo là có cái thùng này ông để một kho hàng luôn trên này luôn. Chuyên lắp các loại cruise control rồi là mọi thứ luôn. Đây. Đây dầu nhá, cái cỡ thay dầu này. Ok. Hôm nào ấy thì đến đúng hạn này thay này. Ok. Đấy. Bây giờ cắt được cái dầu chắc là phải tìm cây dầu gần đây đổ nhỉ? À đâu? Nó báo vàng chưa? Chưa báo vàng đâu. Đi vậy? Xuống có chứ. Đến được đây. Có thể đi xuống được đến Hải Đăng không? Được chứ. Dầu thoải mái. Xe Mỹ mà toàn tiếng Trung Quốc rồi nhỉ? Sao có tiếng Trung Quốc? Nó toàn tiếng Trung Quốc này. Nó có cái thông số dầu mà. Cái này nó phải có lấy của Việt Nam chứ nhỉ? Về remap. Đi thoải mái nhá, đi thoải mái. Bằng đấy là đi được. Chưa báo vàng đi thoải mái. Ok, chốt phát đi được nhá. Nếu mà không đi được là xuống Hải Đăng kéo nhá. Ấy ở đâu là tôi chạy mua diesel xuống ở đấy. Nhớ dầu diesel đấy nhá. Ok. Bye bye. Bán tải hai cầu các bạn đã đi về theo dài đẹp rồi. Đấy. Xin chào anh em và chúc anh em thượng lộ bình an. Con i10 kia nó cũng có giá của nó đây các bác ạ. Đấy, nhìn cái quả xi nhan này. Khét luôn này, cả xi nhan trên xi dưới này. Các ông này chuyên về độ xe, chế xe đèn đóm các thứ rồi. Đấy, bác nào mà quan tâm đến những cái đấy thì các bác có thể vào Facebook của anh em này để xem nhá. Đấy. Xin chào. Chào các bác và hẹn gặp lại. Đấy, như vậy là đã giao dịch thành công một chiếc xe các bác ạ. Hai bạn này thì lên xem trước một lúc rồi, 10-15 phút trước rồi. Đấy thì cũng là rất là tin tưởng nhau. Gọi là tin tưởng ở trên mạng với nhau. Chưa gặp nhau bao giờ, không biết ai luôn. Chỉ biết qua Facebook thôi. Và cũng bạn ấy thì làm về nghề độ xe, đèn đóm các thứ. Và rất là cảm ơn và đã tin tưởng cửa hàng Việt Bắc Kha cũng như là Dương Mịch ủng hộ một chiếc xe bán tải về để làm ăn. Đấy, và bây giờ là lại là cái công việc của em đi đón con các bác ạ. Trời ơi, Thái Nguyên giờ tan tầm rồi, nó đông xe ô tô quá các bác ơi. Chắc là chính quyền phải làm đường rộng gấp 3 lần này mất rồi. Quá là chật luôn. Cái trường học của con nhà em học ấy là một số là không, người ta gần nhà thì người ta cho con đi bộ đến hoặc đưa dắt bộ đến. Hai là một số là hầu như là đi xe ô tô 80-90% các bác ạ. Còn lại là đi xe máy nữa. Nhưng mà đầy người, người ta nhà có ô tô nhưng không đi, để đi xe máy đến cho nó tiện. Đấy. Em xin phép các bác và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo. Em phải đi đón con đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Phóng nhanh thế.